thì quý vị có thể để ý là trên mặt bàn của chúng tôi lúc này có rất là nhiều những chiếc nghiên mực. Đây là từ khóa thứ hai mà chúng tôi đã nhắc đến trong cà phê sáng nay. Và xin chào đón khách mời là anh Lê Thiện Gia, là chủ sở hữu của bộ sưu tập nghiên mực này. Và có lẽ đầu tiên thì quý vị khán giả rất là tò mò về những chiếc nghiên mực mà anh mang tới. Anh có thể giới thiệu một chút được không? Cái nghiên mực của Việt Nam mình á, thì nó rất là đa dạng. Và thật chất khi mà mình chơi cái bộ sưu tập này á, là mình chơi có cái truyền thống của gia đình. Và đời mình là đời thứ ba rồi. Thì trong cái bộ sưu tập của mình nó thì đồ sứ, đồ gốm, rồi là sắc phong, thì là có bộ đặc biệt nhất á, là nghiên mực này. Nó làm cho mình say mê, tại vì khi mà mình càng tìm hiểu á, thì mình thấy lịch sử nó gắn liền với các cái sĩ tử, gắn liền với cái cuộc sống và lịch sử của con người của Việt Nam mình, nó trải qua các thời kỳ cũng như là gìn giữ đất nước vậy. Vâng. Và một cái nghiêng thì nó cho mình một câu chuyện nó rất là hay. Vâng. Thực sự rất là thú vị khi mà được sinh ra trong một cái gia đình có truyền thống là sưu tập các cổ vật. Và ở đây chúng ta có rất nhiều chiếc nghiên mực. Anh có thể giúp tôi phân biệt một chút về cái sự khác nhau giữa những chiếc nghiên mực này được không? Nó cũng dễ nhìn lắm. Vâng. Từ cái khách quan mình nhìn sơ qua thôi, thì dù dành cho các quan lại. Vâng. Của Triều Nguyễn thì nó dùng chất liệu. Cầm lên được không ạ? Dạ. Vâng. Được ạ. Dạ. Vâng. Thì xung quanh thì nó là dùng sơn son thiệp vàng. Vâng. Và bằng gỗ đúng không? Đế bằng gỗ đúng không? Dạ, bằng gỗ. Vâng. Và gỗ sơn thiệp vàng lên. Vâng. Còn đây là đá Đoan Khê thì được lấy từ bên Trung Quốc về. Và vâng. Cái này thì riêng cái nghiêng này mình mất gần 15 năm để mà theo đuổi và mua được. Tức là từ lúc biết thông tin là có cái nghiêng như thế này đến lúc mua được là 15 năm. 15 năm. Vâng. Gần 15 năm. Vâng, tôi cũng dù gì cũng chúc mừng anh, và ít ra người ta còn để lại cho anh. Rồi ạ. Và quý vị ạ, đây là một chiếc nghiên thì rất là cầu kỳ. Tuy nhiên cũng có những chiếc nghiên rất đơn giản, chẳng hạn như là chiếc nghiên này. Ồ, bằng gỗ đấy. Cực kỳ là nhẹ thưa quý vị, bằng gỗ và rất là nhỏ. Vâng ạ. Tại vì thực chất là mình cứ nghĩ là cái nghiên mực là khi nào cũng phải là bằng đá. Nhưng mà đây là thể hiện cho là cái người dùng á. Vâng. Và các thí sinh nó, ngày xưa các sĩ tử nó, cuộc sống nó không phải là đầy đủ và nó cũng không dư dả để làm một cái nghiêng bằng đá. Vâng. Thì người ta sử dụng bằng gỗ. Thì dù giống như cái nghiêng này. Vâng. Thì cái này là mình được vị sư thầy tặng. Tặng thì cái này là bằng tre xung quanh và cắt. Vâng. Cái đít dĩa lại để mà làm cái nghiêng mày mực. Vâng, đây quý vị có thể nhìn thấy là cái nghiêng mực này rất đặc biệt ở chỗ nó kết hợp giữa hai loại nguyên liệu, thứ nhất là bằng gỗ ạ. Bằng tre. Bằng tre ở xung quanh. Và ở nếu mà lật như thế này thì quý vị nhìn rất là rõ, đây là một chiếc đĩa được sử dụng. Ồ, thật là thú vị, người ta không dùng luôn một chiếc đĩa mà người ta còn phải làm cầu kỳ như thế này nữa. Và quý vị có thể thấy là có những câu chuyện rất thú vị gắn liền với những chiếc nghiên mực này. Chẳng hạn như là đây, một chiếc nghiên mực thủng một lỗ, chứng tỏ là cái người sử dụng nghiên mực này là mài rất là nhiều đúng không anh? Mài nhiều, và người mài này là thuận tay trái nữa. Vâng. Tại vì mài nó không vào chính giữa. Và mình... người mài này cũng hơi cẩu thả. Vâng. Dạ. Bình thường mình mài thì mình sẽ để cái nghiêng như thế nào? Để cái nghiêng thẳng vậy. Và vâng. Tay của mình thì khi nào mình cứ đưa đều vậy và đưa theo một chiều. Vâng, tức là mình sẽ để như thế này này. Dạ. Đúng không? Còn đây là một cái người mà... Đây em vào tay trái thì sẽ mài như thế này. Dạ, mài. Vâng. Nhưng mà mài hơi cẩu thả là cứ mài vậy. Vâng. Nó thành ra một thói quen là cái vết mòn nó không đi tròn chỉnh giữa. Vâng. Và đó là một cái mà nó cầu thả. Em tò mò một chút là bởi vì là truyền thống gia đình thì sử dụng đồ cổ đúng không, như anh nói là sử dụng đồ sứ này, rồi sắc phong này, rồi sau đó thì đến chẳng có nghiên mực. Thế là vì sao trong rất nhiều loại đồ cổ thì anh lại yêu thích những chiếc nghiên mực? Thực ra thì khi mà lúc đầu á là mình nghe các tiền bối như là các chú các bác tới nhà chơi thì cũng hay nhắc tới là cái cụ Vương Hồng Xuyến là một trong những cái người mà nghiên cứu và sưu tầm cổ vật hàng đầu của Việt Nam mình. Thì cụ mới nói nhắc tới cái nghiêng mực tức mặt hầu, thì cụ mới bảo là bây giờ mà cái đó nó bị mất đi rồi, mất hồi nghiêng mực tức mặt hầu ạ. Tức mặt hầu tức là thời vua Từ Đức. Vâng. Chỉ cần mà hà một hơi cả thì cái chỗ cái đá này nó ứa mực ra, nó ứa được ra, tức là cái tức đá là này tích hợp giữa mực với nghiêng mực luôn. Đúng rồi. Ồ. Thì vua phong cho nó thành hầu. Vâng. Tức là ban cho tước lộc đó, và rồi. Tức mặt hầu khi nào cần là có mực. Vâng. Thì mình thấy rất là thú vị. Xong rồi đọc các lịch trong bộ sưu tập của anh có cái đấy không ạ? Thì đấy, những cái đá Đoan Khê là một loại đá như vậy. Vâng. Và nó cũng
nếu mà mình dùng thường xuyên. Tức là cái nghiền này là mình mài, mình hà hơi vào là nó ra mực luôn đấy. Tức là mình mài, mình dùng thường xuyên. Vâng. Và nó có chứa nước ở bên trong, nó ngầm nước nó lâu hơn vâng. các loại đá khác. À. Thì khi mình hà vào thì nó ứa cái vệt nước nó lên. Vâng. Thì đó là cái kỹ thuật của người ngày xưa thôi. Vâng. Rồi còn mình đọc lại những cái cuốn mà giống như là các hội điện sử lệ hay là các cái sách của ngày xưa người ta để lại thì nó gắn liền với các sĩ tử Việt Nam mình và nó càng chơi càng say mê, càng chơi càng say mê. Thì ngay cái thời Lê Thành Tông, nhà vua đã ban là hiện tài là coi như tài nguyên của đất nước. Vâng. Hiện tài càng mạnh thì đất nước nó càng vững, mà hiện tài yếu đi thì đất nước nó sẽ suy nhược. Thì cái nghiên mực trong cái văn phòng tử bảo thì gồm giấy, vâng. mực, bút và nghiên. Thì nghiên là một cái thứ mà nó được cá nhân hóa và nó được thể hiện tất cả mọi thứ ở trên đó. Thì tự nhiên mình cứ say mê rồi cứ chơi vậy đó, thì nó cứ càng chơi nó càng thiếu thú vị và nó đặc biệt, nó rất là đa dạng và nó đưa cả cái tư tưởng, đưa một cái mà sở thích của cá nhân của mình vào cái nghiên đó. Vâng. Nó được cá nhân hóa, nó mạnh nhất trong cái bộ món mà tử bảo đó. Vâng, và đối với các sĩ tử đi thi ngày xưa thì chắc là chiếc nghiên sử dụng nó phải rất là nhỏ gọn, nhẹ nhàng để có thể mang đi theo được, đúng không ạ? Đây. Bởi vì ngày xưa anh cũng biết là hành trình đi thi nó đâu có đơn giản. Vâng. Yeah. Ví dụ chẳng hạn như là chiếc nghiêng này là của sĩ tử, đúng không ạ? Sĩ tử vâng. Còn thì dù cái nghiêng này thì được trục vật ở sông Hương của Huế. Vâng. Thì đây là những cái nghiêng nó nhỏ mà thường thường bỏ tay nải. Vâng. Tay nải rồi hoặc là lưng côn sách đụng vào. Thì khi nào cần thì lấy ra viết vài chữ. Vâng. Gọi là giống như là cái sổ nhật ký nhỏ nhỏ ngày xưa vậy. Vâng. Đây gọi là để tóc ký. Vâng. Và nó cũng đã được triển lãm 1000 năm Thăng Long đợt vừa rồi đấy. Vâng. Thì cũng đã đem ra triển lãm. Tôi thì có một cái tò mò như này, vì là khi mà gắn liền với sĩ tử ấy thì thường là người ta hay, nếu mà đi thi cầu đỗ đạt công danh thì thường những thứ đấy phải mang lại may mắn cho người ta. Yeah. Thế thì không biết là trong bộ sưu tập của anh thì đã có một cái nghiên nào thuộc về một vị trạng nguyên hay là bảng nhãn thám hoa nào chưa? Cái đó thực ra bây giờ nói có thì là mình có, nhưng mà để xác nhận cho nó đúng của vị nào nó rất là khó. Vâng. Thì dù giống như cái này là của Tôn Thất Xa, là vâng. một trong những cái họa sĩ nổi tiếng nhất của triều Nguyễn. À. Và cụ được đỗ đạt làm quan rất là nhiều. Vâng. Ở đấy thì tức là sau khi cụ làm quan rồi thì mới có ý nghĩa này, đúng không? Không, trong thời gian cụ làm quan. Vâng. Làm quan lại rồi đây thì những đây là một trong những mà về họa sĩ mà được săn đuổi nhiều vâng. nhất của triều Nguyễn mình, Tôn Thất Xa, Tôn Thất Đào. Còn đây là những chiếc hộp tráp của quan lại ngày xưa. Vâng. Thì ở đây và dùng để đựng cái gì? Đựng ở trên này á, cái phần dài này là đựng bút à. Và nghiên rồi dấu rồi con dấu đó ở dưới đựng giấy và dưới thì đựng sách vở giấy công văn. Tức là chỉ trong một chiếc hộp này thôi là có đủ văn phòng tứ bảo luôn. Dạ đúng rồi. Đây để tôi ngửa lên cho quý vị khán giả nhìn ngắm cho nó kỹ hơn. Đây. Vâng, chỗ dài đựng bút rồi này, yeah. đựng nghiên này. Dạ. Yeah. Rồi dưới đựng giấy đựng sách, thật là tuyệt vời. Yeah. Nhưng mà mang theo cái hộp này cũng không đơn giản đúng không ạ? Vâng. Yeah. Vâng, một chiếc hòm gỗ được chạm trổ rất là cầu kỳ tinh xảo và nó chứa đựng ở trong đó rất là nhiều những giá trị lịch sử và nó truyền thống. Vậy thì em hỏi anh một câu cuối cùng nữa thôi, là trong cái quá trình 15 năm là có nghiên mực này. Dạ. Thế còn sưu tầm cái bộ sưu tập nghiên mực thì bao nhiêu năm rồi ạ? Thực ra cái bộ sưu tập của mình hiện tại thì nó hơn 200 cái nghiên mực. Vâng. Và nó rất đa dạng và trải qua thời kỳ, thì cái xưa nhất là vẫn là thời nhà Trần và cái mới đây thì đầu thế kỷ 20. Thì để chơi thì cái ý thức và sưu tập nó từ hồi mà học sinh cấp 3. Vâng. Và tới bây giờ vẫn còn sưu tập. Và càng sưu tập thì càng là thích thú, bởi vì có rất nhiều những câu chuyện, rất nhiều những giá trị về lịch sử, về văn hóa ở trong một thứ cổ vật như thế này. Dạ phải. Cảm ơn anh ngày hôm nay đã tới đây rất là kỳ công, mang cho chúng tôi những thứ mà tôi nghĩ rằng là đối với anh và gia đình anh rất là quý. Đó chính là bộ sưu tập những chiếc nghiên mực này. Thông qua đó thì chúng ta có thể tìm hiểu về cái cách thức học tập này, rồi cách thức sử dụng và cách thức làm việc văn phòng của quan lại, của vua chúa thời xưa. Và một câu chuyện rất thú vị trong một buổi sáng thứ hai đầu tuần, để chúng tôi khi mà quay trở lại văn phòng làm việc sẽ cảm thấy yêu hơn những thứ đồ vật đang ngày ngày giúp mình có thể có những công việc thuận lợi và thành công. Một lần nữa thì cảm ơn anh rất là nhiều vì đã mang những thứ đồ rất là quý của mình tới và chia sẻ với chúng tôi một câu chuyện rất thú vị.